Tuy nhiên, lượng vé còn lại tập trung chủ yếu vào những ngày thấp điểm. Cụ thể, thời điểm trước Tết, vé tàu từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ còn nhiều ở những ngày trước 23 tháng Chạp. Giai đoạn sau Tết từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2025, tức là từ mùng 1 Tết đến 19 tháng Giêng, còn nhiều vé đi các ga. Để đảm bảo quyền lợi, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua website bán vé chính thức, các ứng dụng ví điện tử hoặc đến trực tiếp nhà ga, các đại lý bán vé.